Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 28 tháng 6 của năm 2020 thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành đang có mặt tại xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Chúng tôi đang có mặt tại phòng khách của tư gia gia đình nhà chị Son Quyết. Chị thì đang sống và làm việc tại Bắc Ninh và chị đã sắm đồ gỗ về cho bố mẹ ở dưới quê nhà Thái Bình. Thì hôm nay chúng tôi sẽ bàn giao cho gia đình chị một chiếc kệ tivi gỗ gụ dài 2m37 và cao 2m31, rộng 50. Tôi sẽ quay cái cảnh không gian phòng khách cũng như là phòng thờ của gia đình nhà chị. Và chị cũng đang có ý định là làm một chiếc sập thờ chân to. Thì sau này chúng tôi sẽ thiết kế và thi công bàn giao cho gia đình về sau. Và trước tiên là chúng tôi sẽ bàn giao chiếc kệ tivi. Phòng khách của chị thì rất là đẹp, chị chơi rất nhiều đồ gỗ. Quý vị đang chiêm ngưỡng đây là một chiếc xe pháo và được bày trong một cái khung gương. Bên trong có chứa rượu. Và trên hình quý vị đang chiêm ngưỡng đây là những người thợ của chúng tôi đã lắp đặt xong chiếc kệ tivi gỗ gụ cao cấp dài 2m37, cao 2m31 và sâu 50, đã được cơ sở đồ gỗ Hiền Lành thi công trong thời gian qua và bàn giao cho gia đình chị được vào đúng ngày đẹp, ngày tốt. Chị đã xem rất nhiều cơ sở làm đồ gỗ trên YouTube cũng như là trên Facebook. Chị đã tìm về tới cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định để chị đặt hàng. Và hiện tại thì chúng tôi đang đánh giá là mẫu kệ tivi này có thể khẳng định đây là mẫu kệ tivi độc quyền do cơ sở đồ gỗ Hiền Lành vẽ mẫu tạo mẫu. Rất nhiều các cơ sở khác vẫn đang chỉ chờ chúng tôi đăng clip lên là lấy hình ảnh về để làm, nhưng mà không thể nhái được mẫu của chúng tôi. Thì quý vị có thể tìm về tới cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, quý vị có thể liên hệ qua hai số hotline trên màn hình. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng mẫu sản phẩm kệ tivi một. Quý vị ưng mẫu nào, quý vị có thể gửi về Zalo cho chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi luôn luôn có mặt tại các điểm cầu trên 63 tỉnh thành cả nước để bàn giao và đem tới cho quý khách đồ gỗ đẹp, đúng chất lượng theo như yêu cầu quý khách đặt ra. Quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và chiếc kệ tivi này chúng tôi cũng giới thiệu qua là có thể lẻ được tivi từ 65 tới 100 inch, đang là mẫu kệ hot nhất thị trường hiện nay trên thị trường đồ gỗ online. Cảm ơn gia đình chị đã tin tưởng và đặt hàng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm.